Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người đi hoàn thành bức tranh hình ảnh về một cô bé và một chàng trai đang còn đá bóng mọi người nha. Và mọi người cùng mình theo dõi video để xem cách mình tô màu cho bức tranh này nhé. Và bức tranh của mình ngày hôm nay thì về hình ảnh của một cô bé và một chàng trai đang còn chơi tung bóng với mọi người. Và mình sẽ sử dụng đến cái bộ bút sáp màu để hoàn thành cho bức tranh của mình nha. Và về hình quả bóng thì mình sẽ sử dụng đến màu xanh nón chuối để tô cho cái phần quả bóng của mình nha. Và tiếp theo thì mình sẽ sử dụng đến màu nâu để tô cho cái phần mũ của bạn gái và bạn trai này. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng đến màu nâu để tô cho cái phần mũ của bạn trai này mọi người nhé. Và mình sẽ sử dụng đến màu đen màu đen để tô cho cái phần tóc mọi người nha. Tóc của hai bạn này thì mình sẽ sử dụng màu đen để tô nhé. Mình tiếp tục mình sẽ tô đến tóc của bạn nam. Tóc. Hôm nay thì mình sẽ cho hai bạn này mặc đồ đôi nha. Mình sẽ sử dụng màu đỏ cam để tô cho phần bộ quần áo của hai bạn này. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng đến màu đỏ cam để tô cho bộ quần áo của bạn nam bên cạnh. Và mình sẽ tô phần chiếc áo. Mình sẽ tô phần chiếc quần luôn, cũng là màu đỏ cam mọi người nhé. Video mình đã hướng dẫn cho mọi người cách tô màu hình ảnh chú sâu bướm cùng những bông hoa xinh đẹp này đã mình tô màu xong. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video. Và những cái vật thể ở bên dưới thì mình như ngôi sao này, con ốc này, con sò thì mình sẽ tô lần lượt các màu khác nhau mọi người nhé. Tiếp theo cho cái hình đôi dép của cậu bé. Màu xanh. Xanh đậm. Và mình sẽ tô một màu rất là nhẹ cho cái hình ảnh dòng nước ở bên cạnh. Nước biển mọi người nhé. Một màu xanh nhạt nha mọi người.
Và mình đã hoàn thành xong cho cái bức tranh về hình ảnh của một bạn nam và bạn nữ đang còn chơi bóng bên bờ biển của mình cho các bạn nha. Và đây là tác phẩm của mình các bạn nhé. Và như các bạn có thể thấy thì ở trên tay của mình là một bức tranh rất là xinh các bạn này. Hình ảnh về hai bạn đang chơi quả bóng ở bên bãi biển. Và các bạn có thể tham khảo cái mẫu kết hợp màu này của mình để hoàn thành cho hình ảnh bức tranh này nha. Và video của mình đến đây là kết thúc rồi mọi người nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi. Mọi người nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người.